Tran Tran thừa nhận đã bị đuổi việc lao công ở Mỹ, bức xúc vì bị hại đến đường cùng. Cựu người mẫu bức xúc vì những lời đồn đoán của mọi người đã gây sức ép cho chủ tiệm khiến cô bị đuổi việc. Sau khi xác nhận sang Mỹ đoàn tụ cùng người chồng Việt Kiều, cuộc sống của cựu người mẫu Tran Tran tại xứ sở cờ hoa luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Trước đó, Tran Tran có chia sẻ rằng mình đang đi làm lao công cho một tiệm nail gần nhà. Vì không có bằng cấp nên cô chỉ có thể tìm được công việc này với mức lương 20 đô trên một ngày. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Trang Khang là chủ tiệm nail đó chứ không phải nhân viên. Một số người còn vào hãng trang cá nhân của người được cho là chủ tiệm nail để gây sức ép. Điều này khiến Trang Khang gặp rắc rối khi mới đây cô thăng phiền trên livestream rằng mình đã bị đuổi việc. Cựu người mẫu bức xúc nói trên livestream: "Tôi bị đuổi việc rồi, mấy người ác lắm. Tôi stress quá, tôi sợ mấy người rồi, mấy người hại tôi mất việc. Tôi có bảo đó là tiệm nail của tôi đâu, tôi đã bảo là tôi đi làm thuê rồi. Mấy người không tin tôi, vu khống cho tôi là nói xạo, tự nhận đó là tiệm nail của mình. Tôi có nói đó là tiệm của tôi bao giờ đâu, khổ quá rồi, tôi bị đuổi việc rồi." Cựu người mẫu chia sẻ thêm, công việc kiếm khá khó khăn, tại sao lại làm cho tôi bị đuổi việc như thế? Mấy người ác quá, gây sức ép vào hãng Facebook của chủ tiệm nail. Người ta cho tôi nghỉ việc rồi, mấy người không cho tôi sống luôn. Giờ tôi sống bằng cách nào đây? Làm có 20 đô một ngày thôi cũng bị đuổi. Chủ tiệm thương tôi mới sang Mỹ vài ngày lại chăm chỉ nên nhận tôi làm. Hôm nọ chủ tiệm còn đưa hẳn tôi 2.000 đô. Nói rằng vì tôi làm chăm chỉ quá nên trả trước lương. Vậy mà hôm nay tôi đã bị cho nghỉ việc, tôi biết làm gì đây? Tran Tran chia sẻ việc cô tiết lộ làm 20 đô một ngày khiến nhiều người cho rằng chủ tiệm bóc lột sức lao động và đòi kiện. Nhưng khi cựu người mẫu nói đã lĩnh trước lương 2.000 đô thì lại bị nói trốn thuế. Vì quá phức tạp nên cô đã bị chủ tiệm cho nghỉ việc để tránh rắc rối. Tran Tran sinh năm 1985, khởi nghiệp là người mẫu từ năm 21 tuổi và sau đó lấn sân sang diễn xuất. Những năm qua, cựu người mẫu ít khi trình diễn các quốc, chỉ xuất hiện ở vài show của nhà thiết kế có mối quan hệ thân thiết. Cô và ông xã Louis Trần đăng ký kết hôn vào năm 2021 và mới làm đám cưới ở Đà Lạt vào tháng 5 năm 2023. Do điều kiện công việc nên hơn 7 năm qua, vợ chồng cựu người mẫu sống xa nhau, Tran Tran cùng con gái kín lửa ở Việt Nam, còn ông xã Louis Trần sống bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về thăm hai mẹ con.